Rồi shop đồ cô anh Bảy xin chào cả anh em ha. Hôm nay là ngày 4 tây tháng 8, em sẽ lên kỳ là 362 nha anh em. Kỳ 362 này á là em lên là phụ kiện cho anh em nha. Em lên là mấy cây cần thôi, được mấy cây cần là em về được một mớ 5 cây cần Ikeda. Chứ em xả hai cây cần mà cần lua nó bị lỗi á, phen thì nó đầy đủ ok hết trơn, nó bị lỗi thì lỗi sao hồi em nói nha. Đó, dưới 5 cây cần Ikeda dài 1m đến 1m rưỡi nha anh em. Với lại hôm nay là về em về được mớ dây nè, dây lưỡi máy hôm nay được có con máy một à. Đây với lại là cũng có hàng độc lạ cho anh em chơi ha, như là vợt nè, vợt cho anh em câu suối đồ á, lua suối hoặc là anh em câu suối đồ đó thì anh em lấy về anh em vớt nha. Đây vợt hôm nay vợt đẹp không à, vợt thủ công của mình Nhật không à. Đây một cái thùng đựng đồ nghề ha, một thùng đựng đồ nghề, một cái thùng đựng đồ nghề của thằng Shimano nữa nè. Thùng này cho anh em đi mà đi xe bốn bánh rồi đó, xe hơi á thì anh em xe ô tô nha thì anh em lấy nha. Thùng này để được nhiều đồ lắm, thùng Shimano Nexus luôn nha, Nexus nè, thùng xịn đó, với hai cái gọ tre đó, hai gọ tre này hàng độc luôn anh em đó. Rồi thì cho em tâm sự một xíu nha anh em. Thì dạo gần đây tầm một tháng trở về đây thì anh em mua hàng bên em bơm rất là nhiều luôn đó. Là anh em mà bơm thì mình không nói đi, anh em cần một cái lý do gì để anh em bơm cái món hàng em á thì em chỉ cần một cái lý do thôi, nhưng mà cũng không có nữa. Hàng tới rồi cái điện thì không nghe máy, rồi hàng không có lý do gì để bơm hàng em á, nhưng phải có một lý do gì đi là em cho hàng về bình thường. Nói chung hàng em bán rất là dễ dãi luôn. Anh em nào mà mua hàng bên em rồi á đã biết em bán rất là dễ dãi nha. Anh em mua hàng cái gì không vừa ý là em cho về hoặc là em cho đổi trả bình thường hết trơn á. Đó. Mà bây giờ quá trời bơm rồi, bơm mà bơm hàng em là tỷ lệ bơm 40-50% thì em đâu có bán được nữa anh em. Thì xin anh em nào mà giao dịch bên em lần đầu ha, là mua bên em lần đầu á, chưa giao dịch với em lần nào á thì làm phiền cho anh em cọc cho em 50k ha, cọc cho em một đơn hàng là 50.000 nha anh em. Anh em là chốt hai đơn cũng cọc 50.000 luôn nha. Nói chung là hàng đi là anh em chốt, anh em cọc cho em dùm em 50.000 ha, 50.000 không đáng là nhiều cho anh em. Em đã bán lâu năm rồi thì anh em đã biết nha. Anh em mua thì anh em xem kỹ cái shop em nha. Đó, em đã lên 300+ clip rồi, em bán cũng là 2-3 năm nay rồi thì em bán cũng rất là uy tín nha anh em. Đó thì 50.000 anh em không có đáng bao nhiêu đâu để em phải là lấy anh em, phải là lừa đảo anh em. Nhưng mà em cần một cái là cần 50.000 đó để gì, để cho anh em mua là hàng lần đầu bên em có trách nhiệm nha, có trách nhiệm với đơn hàng của mình. Chứ hàng bơm bây giờ bơm quá trời bơm rồi em không có gánh nổi anh em ơi ha. Xin lỗi anh em về cái vấn đề đó ha. Anh em nào cảm thấy mua được thì anh em cọc nghe anh em, còn không cọc được thì rất là nhiều shop nữa. Anh em thấy shop em mua không được thì anh em mua shop khác nha, không có sao hết, bình thường. Nói chung tại vì còn khách hàng nào mà mua rồi bên em giao dịch thành công rồi khỏi cần cọc gì hết ha. Đó rồi ok, đa số em bán cho khách quen không anh em, nói thật với anh em luôn, đa số là 70% là em bán cho khách cũ đó, chỉ có 30% là khách mới thôi. Mà 30% đó khách mới mà nó bơm quá trời bơm đó. Khách cũ của em rất là ok luôn, có người mua của em là 2-3 năm trời luôn ha. Bây giờ người ta vẫn còn mua, lên clip nào người ta cũng có hỏi chứ đó. Rất là quý mấy anh em đó ha. Hàng này em bán gái rất là tốt luôn đó. Rồi lên đồ nha anh em, em tâm sự nhiêu thôi đó. Anh em nào mua lần đầu bên em nhớ cọc cho em là 50.000 ha, 50k nha anh em, cạc hoặc là chuyển khoản vẫn được nha. Còn anh em nào chuyển khoản hết luôn em sẽ bao ship nha, chuyển khoản thẳng hết trơn món hàng đó của anh em chốt á thì em sẽ bao ship cho anh em luôn. Còn anh em nào mà mua một đơn thì phí ship 30k, hai đơn bao ship rồi ok xong nha. Đó dành cho anh em bố gần 5 phút đi tâm sự rồi lên ha. Hàng hôm nay giá rất là rẻ luôn anh em. Đây đầu tiên là bộ cần, đây một cặp luôn, một cặp hàng bị lỗi nha. Đây cây đầu tiên thì cây này nó bị lỗi, là lỗi cũng không có quan trọng lắm đâu nè, bị mút nè, bị chuột cắn hay chứ sao á, nó hàng về thì nó bị mút, nó bị lọ, bị hỏng vô xíu nè. Cặn thì còn ok ngon lành hết trơn, cây lua này phải nói là
ngon luôn á, phen là phen Fuji hết trơn nè anh em, nó dàn phen Fuji nè và bu zin luôn nè, tất cả là zin hết trơn luôn ha. Nè cây này dài là cây này lua ha, dài 1m6, khóa dài 1m8 nha anh em, cứng ML, cây này dài 1m8 cứng ML ha, một cây cần lua nha. Đó anh em về anh em quấn màn co hay anh em đắp gì lên đó, rồi anh em bóng màn co lên anh em chơi nha. Đây cặn này không có lỗi nha, cây này chỉ nó coi bị hỏng cái này thôi. Đó, một cây. Cây thứ hai thì nó đây cũng là khoen Fuji luôn anh em. Đó, hai cái dạng khoen này là anh em về anh em chơi tháo ra anh em vô cặn khác cũng ngon nữa. Đó, thì cây này nó bị lỗi là ở đâu? Cây này cũng dài 1m8 luôn, thông số của nó cây hàng Korea sức nè. Ha. Thì lỗi cây này là cái bát nè, chỗ cái bát nó nứt nhẹ chỗ dòng này nè, về anh em lấy chỉ anh em quấn dòng này lại xong anh em gắn cái máy vô ngon lành hết trơn nha, còn không anh em để gì cũng gắn máy được nữa nha anh em. Nè tại vì hàng nó lỗi nhẹ gì nó bị lỗi gì em bán không, em không có bán cho anh em nó em phải xả mới được. Đây nè, nó anh em gắn con máy này vô thấy bình thường không, nó ngon lành luôn nè, nó bị nứt cái phòng bên đây nhưng mà còn chắc chắn lắm nè, vô máy thì ngon lành cho anh em luôn, anh em cầm ở đây thì quá ok rồi đó, thấy không. Anh em nào muốn lua thì chỉ lấy con máy này luôn nha, con máy này lua ngon lắm nha, con này có 250 rồi, hồi em giới thiệu tới nó đó, thấy không, giờ gỡ ra nè nè đó, bình thường thấy không. Thì cặp này mã số 1 nha, đây mã số 1 hai cây lua 1m8 luôn anh em, còn nguyên si luôn, nó chỉ lỗi là chỗ em nói nè, một cái trên đây cái trên đây nè, nó 400k thôi nè đó, thấy không, hai cây này có 400k thôi. Để, anh em về gỡ bu phen ra cũng là đủ tiền rồi ha. Đó, mã số 1 anh em 400k. Tiếp theo mã số 2, đây mã số 2 là một cây Ikeda nè, Ikeda bass Apuji ha, cây này hãng Nissin luôn anh em. Cây Ikeda này ngon rồi nha, cây Ikeda Nissin nha anh em, nội địa Nhật luôn, dài là 1m, cây này dài 1m ha, cây này mã số 2 nha anh em, dài 1m, đọt là đọt đặc ha, đọt sợi tinh nha anh em, đây đọt sợi tinh đặc nè, nó dòng Ikeda dài 1m, đúng 1m luôn ha anh em. Đó, cây này rút vô ha, đấy nè, dài 1m Ikeda cho anh em câu bè đồ chơi, 350 ha, mã số 2 khoảng 370 anh em, mã số 2 này 370 nha. Đó, Nissin luôn, dài 1m. Rồi mã số 3, số 4, số 5, đây 3, 4, 5 là giống nhau hết trơn nè. Đây bát là Fuji, khoen cũng là khoen Fuji luôn nha, đây khoen đều nè, khoen dẫn khoen đều 3 Fuji luôn nè, ba cây này là ba cây cần Ikeda luôn nha anh em, dòng xì trong nha, dài 1m1 hết nha, ba cây giống nhau nè, ba cây xì trong hết giống nhau hết nha anh em, đây 1m1 DX, đây xì trong 370k một cây luôn, mà số 3, số 4, số 5 nó 3, 4, 5 nha anh em, cây này nè đọt cái trên đọt đặc nha, đây cái đọt đẹp đó anh em, đó dòng Ikeda luôn ha, cái thể loại cũng là rút vô nha anh em ha, thể loại là rút luôn nha. Đó anh em câu anh em rút vô bảo quản cái đọt này, ba cây đó, mà số 3, số 4, số 5 anh em là có điều kiện thì lấy hết ba cây này nha, giá là cũng 370k một cây luôn, còn mới chét luôn, ba anh em là mới 85% ăn lên nha, 345 370k một cây. Rồi tiếp theo mã thứ 6, đây mã thứ 6 hơi dài xíu nè, cây này đẹp nè, cây này quá trời đẹp luôn, một cây hãng Suwaita ha anh em, giả chút nha, đây dài 1m5, cây này dài 1m5, đây đít nắp đít của là nắp đít kim loại luôn anh em, đó khoen nè, khoen Fuji luôn ha, đây khoen Fuji nè, dẫn nè, đọt nè, đây cây này rút luôn ha, cây thì rút luôn, nó dòng Ikeda dài 1m5 ha, thì rút nha anh em, cần còn rất là mới, ba anh em là 85% ăn lên luôn. Đó, Ikeda cây này ngon à, 1m5 nè, đó rồi cây này dòng Suwaita ha, Suwaita mã số 6, giá là 450 nha anh em, cây này 450 nha, nè, quá trời ok luôn, anh em câu Ikeda thì lấy nha anh em, Ikeda giá 450 quá rẻ luôn. Rồi tiếp theo mã số, rồi tới dây, đây mã số 7, mã số 7 là dây trục nha, anh em nào mà chơi trục mà đánh sân hàng thì mình lấy nha anh em, trục Daiwa nha, trục này trục Daiwa mắc in Japan luôn nha, đây team Daiwa, team Daiwa là quá là ngon luôn, đây TD Light dòng sọt nét nha, đây tải là 16 lb nha anh em, tải 8 kg nha, dây này 4 chấm, đây dây 4 chấm nha anh em,
100m, tải là 8kg đó. Dòng có mã code đầy đủ luôn, Angel Band hàng mới 100% chưa sử dụng nha, hàng này chưa sử dụng nha anh em, 100% luôn. Em còn 4 cuộn em về tới gần, em về tới 20 cuộn luôn á, bây giờ còn 4 cuộn em xả cho anh em nè. Bữa hổm em bán tới 250 cuộn luôn á, bữa nay em xả cho anh em luôn, còn 200k cuộn ha. Giá nè, giá mới của Bình Nhật nè là 1450 yên, chạy ra gần 300.000 anh em nha. Đó, mà cuộn đó mà chưa tính tiền về nữa đó. Đây, giá là em bán là 200k một cuộn nha. Còn có 4 cuộn cuối nè, anh em lấy nha, cước 4 chấm nha anh em, 100m. Đó, anh em làm chục thì khỏi chơi luôn, cái này là cước nha. Đây, cước gân nha. Nó cho anh em làm chục, làm thẻo đồ đó thì mình lấy nha anh em. Đây, mã số 7, 200k một cuộn, còn 4 cuộn nha. Rồi, tiếp theo, mã số 7 rồi, mã số 8. Đây, mã số 8 nè, anh em nào câu cá to thì mình lấy nha. Cái này thì nó là dây số 8 nha anh em. Tải 35 lb, 17kg nha. Cái này cũng là Quinta, hãng Sinh Lai nha, dòng Sinh Lai Injaban. Đây, cuộn này tới 600m lận, nhưng mà cuộn này còn phân nửa nha nè. Cuộn này còn tầm 300m nha. Đây, cuộn còn phân nửa. Nếu mà nó đủ nó tính trên đây nha. Cuộn này tầm khoảng còn khoảng cỡ 300m nha, còn cỡ phân nửa á. Nha. Đây, số 8 nha nè. Anh em mà câu được số 8 mình lấy nha. Màu xanh nước biển. Đó, 250 luôn ha. Đây, cuộn này 250k cho anh em ha, mã số 8 nha anh em. Đây, cuộn số 8 luôn. Còn cỡ 300m á, 250k. Mã số 8. Rồi tiếp theo, mã số 9. Lên đây. Mã số 9 nè, mã số 9 là hai cuộn dây fulo carbon ha, dây carbon. Dây này cái này là nó không phải là cái cuộn của nó đâu anh em. Cuộn của nó là dây này, dây cỡ số 8 á, chứ không phải số 6 đâu. Nè. Dây này cỡ số 8 nha anh em. Này còn nhiều nha. Cái này còn tầm khoảng cỡ em tầm 3 đến 50m nha anh em. Đây. Nè, dây carbon hết nha. Này là dây carbon nha, em đã đốt rồi nè. Đốt rồi nè, ra trò không à. Đó, dây này dây carbon ha. Dây này số 8 á. Dây này tầm khoảng số 8 nha anh em. Chứ không phải số 6 đâu nha. Dây là của thằng này luôn, nhưng mà nó là số 8 nha, chứ không phải số 6 đâu. Đây. Dây carbon nha. Đó, dưới cái này cũng dây carbon luôn, cái này còn ít nè. Cái này còn tầm khoảng mười mấy 20m nè. Nè. Cũng dây carbon luôn, mà dây này to nữa nè, dây này to hơn nữa nè, dây này cỡ số 10 nha. Về cho anh em làm dây leader để câu lua nha anh em. Nè, nhiêu đây là anh em làm biết bao nhiêu mà nói nha. Nhiêu đây là anh em làm dây leader để anh em câu lua, hoặc là làm thẻo luôn đó, thẻo câu biển luôn ha. Nha, nhiêu đây anh em xài biết nào hết. Đây, hai cái, một cái số 8, cái số 10 nha. Dây này số 10 nè, dây này số 8 nha. Đó. Thì hai cụ này thì em để cho anh em giá là 200k ha, mà chú 9 nha. Dây carbon nha anh em. Chú 9. Mã số 9 200k. Và tiếp theo mã số 10. Đây, mã số 10 thì một đống luôn. Đây. Mã số 10 thì một đống luôn nè. Một đống luôn, 250 nè. Để đi cho anh em từng cái ha. Cái này thì dây này nó cái cuộn là culo, nhưng mà dây không phải nha anh em. Dây này dây là dây khác nha. Nhưng nó quấn vô đây nó có mớ leader của thằng dù nữa nè. Nó một cuộn ha. Cuộn thứ hai. Đây, cuộn thứ hai thì dây này dây tầm khoảng cỡ 4-5 chấm. Dây này cỡ 4-5 chấm nha. Còn một đống luôn. Nè. Hai cuộn. Dây này cũng cỡ dây này cỡ 6 chấm anh em. Dây này cỡ 5-6 chấm ha. Còn một đống luôn, ba cuộn. Đây, cuộn này cũng vậy luôn. Cuộn này cũng số 5. Cuộn này số 5 đến số 6 nè. Cuộn này tầm số 5 số 6 anh em. Đây, cuộn này dây hơi to nè. 567 á, tầm 567 á. Đây, một đống luôn nè. 4 cuộn. Đây, cuộn này cũng còn nhóc ở chân nè. 5 cuộn. Thì mấy cái chục nữa nè. Thì mấy dây thẻo nè. Thẻo cái còn mớ nè. 3 cuộn cái này là 8 cuộn ha. Đó, 8 cuộn này. Đây dạ, 8 cuộn này là 250 ha, mã số 10 nha anh em. 250k. 8 cuộn. Rồi để em lấy lên cho anh em coi. Đây, 8 cuộn này, mã số 10, 250 luôn ha. Đó. Rồi tiếp theo, mã số 11. Đây, mã số 11 là mấy cái này, mấy cái phao.
Đây mã số 11, để em cho anh em coi mã số 11 nè. Đây mã số 11 là máy này nha anh em. Vậy bây giờ em cho từ cái 4 cái phao. Đây ba cái phao bự ha, phao biển, phao đẹp quá đẹp luôn. Phao này là phao mới, mới chát luôn anh em. Phao 2 số 15, cái số 10. Đó, cho anh em câu biển phao nè, phao biển. Đó, dưới một cái phao còn ở trong cái bịch luôn nè. Đây, còn trong bịch luôn. Phao này là 480 yên, chạy ra tầm khoảng có 100.000 anh em. Đây phao này có một cục chì với một cái là cái gài phao luôn ha. Đó. Đây phao còn mới 100% luôn. Như là phao đèn hay gì ta. Cho nó để đây nè. Hình như chắc phao đèn hay gì mà. Nè, anh em đọc cái này ha. Rồi. Đó, bốn cái phao. Dưới lại bốn cuộn dây thẻo nha. Đây, cuộn thẻo này thì khỏi chơi luôn. Thẻo này 50m anh em, 2000 yên. Thẻo này chạy ra là gần thẻ chu ray nè. Thẻo này vẫn tầm khoảng cỡ là 400k á. Nè. Thẻo nó còn nhóc hết trơn nè. Cuộn này 2000 yên nè. Cuộn này 1000 đây, dưới một cuộn à. Cuộn này là cuộn cáp nha anh em. Dây cáp. Cuộn này dây cáp ha. Cáp cáp 0.6 anh em. Cáp 0.6 15m nha. Đây. Cũng giá cũng cao đó nè, 1800 yên luôn. Chạy ra cũng 300.000 á. Đây. Dưới hai cuộn thẻo nhỏ nè. Hai cuộn thẻo 0.3 ha, 30m. Nó hai cuộn thẻo 0.3. Đây, bốn cuộn ha, bốn cuộn thẻo. Dư bốn cây dù. Khoai bốn cái phao. Đây. Bốn cuộn thẻo, bốn cái phao 250 luôn ha, mã số 11 nha anh em. 250k luôn. Đó. Rồi. Còn cái này một đống cái này luôn nè. Em cho anh em coi ha. Mã số 12. Đây mã số 12 anh em nào có chơi được mình lấy nha. Em chơi từ từ cho anh em ha. Ở đây rồi. 2 4 6 7. 7 hộp này. Đây có 7 cái hộp này nha. Hộp này anh em về anh em lấy anh em để đồ câu để lử gì cũng ngon nữa ha. Nè, 7 cái hộp này là nó để nó tấm thẻo sẵn nè. Thẻo mà lử ba anh em, lử ba nha, lử ba hết đó, nhóc có chân nè. 7 hộp nha. Đây 7 hộp lử ba, anh em về anh em câu được gì anh em câu ha, làm gì được anh em làm đó, em bán nè, em để cho đóng này vô hết cho anh em luôn á. Đây 7 hộp ha. Đây 7 hộp này. Rồi hai cái hộp ruby. Phải nói hai cái hộp này nó ngon anh em, nó đã thì thôi đi. Hai hộp ruby nè. Hộp đi thẻo nha anh em. Anh em nào mà câu thẻo á thì mình đây hai hộp đi thẻo rất là xịn sò luôn. Nè. Rồi hộp này thì nó để là cái lử nè, lử ba nè. Đó, hộp này nó để lử ba. Nhóc hết trơn. Đó, chủ yếu anh em lấy cái hộp này là ngon rồi. Đó. Hộp thứ hai là nó để thẻo nè. Anh em nào câu đài thì cái hộp này được khỏi chê luôn anh em. Đây bốn cái thẻo đài nè. Đây nè, thẻo ruby hết này. Đó, trong đây là nó làm sẵn hết trơn, thẻo nó hết trơn. Đó, làm thẻo sẵn cho anh em hết nè. Thẻo anh em biết câu gì câu biển quá. Bốn cái thẻo ha, hộp đựng thẻo nè, quá đã luôn. Đó. Đây nè, ruby. Ồ, cái này quá gọn luôn anh em. Đó, thêm hai cái này nữa. Hai cái hộp này nữa. 7, 9, 11, 11 cái hộp. Cái hộp này nó làm thẻo nữa nè. Trong đây là mỗi có thẻo hết trơn nha. Lử nè, cái này là thẻo lử nha. Lử tấm sẵn anh em. Một đống lử trong đây luôn nè. Ba cái nè. Chứ cái này là thẻo gì nè. Hai cái này nữa nè. Đó, cho anh em vô cái hộp. Còn cái này thì lử. Lử tấm sẵn. Hộp này là lử tóm sẵn không à. Nè, một đống lử tóm sẵn luôn nè. Đó. Rồi. Cái này hết luôn là mã số 12, giá chỉ có 250 thôi. Nha. Hết luôn anh em. 11 cái hộp mã số 12 này 250k luôn. Em lấy nhanh thì còn nha. Rồi tiếp theo mã số 13. Đây, mã số 13 thì hàng bơm nè. Đây, hàng này, hàng bơm ha. 330k nè. Nè, 330k nè, xả cho anh em luôn, còn 200k thôi. Đó. Trong đây là 20 bịch lử nha. 20 bịch lử các loại nha. Đó, 20 bịch 200k luôn anh em.
bịch chạy ra bịch có 10.000 nè, dễ gầy luôn á. Nè, giữ đầy đủ nè, lưỡi có ngạnh hết nha anh em, lưỡi gama nhóc hết trơn luôn nè. Gama cách xu nè. Nè, đó. Nhóc hết trơn, gama đa số cũng gama không, gama Owen đâu đó. Nè, gama cách xu nè. Nhóc hết trơn. Nha. Hộp này mã số 13, 20 bịch lưỡi ha. 200k 13 anh em. Rồi, tiếp theo. 14. Đây. 14 là cái gì? 14 thì một đống lưỡi này luôn nè. Đây cái này cũng hàng bơm luôn nè. Cái này tầm khoảng cỡ 44 mấy bịch lưỡi rồi nè. Này tầm 44 mấy bịch á. 44 mấy 50 á. Đây để em đếm cho từ bịch luôn anh em ơi. Đây em đếm cho. Nè. Nhóc có chân lưỡi nè. Đếm từ bịch cho anh em luôn ha. Bỏ ra hết đi. Cho anh em coi từ bịch lử luôn đi. Để anh em dễ lựa. Cho anh em biết trong đây nó có cái gì để anh em mua ha. Đây. Cho anh em là xem từ bịch luôn. Đây. Một lử bò nè, gama cách su nè. Một nè. Gama cách su nè, hai nè. Gama nữa nè, ba nè. Gama nữa nè, 4. 5. 6 gama nè, lưỡi nhỏ nè. Đây, 7 gama nữa nè. 8 9 10 11 12 13 14 gama không. 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, 31, đây hà bịch 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 giờ mà không 43 44 45 46 47 48 49 bịch nha anh em. 49 bịch. Đó. Giá là 450 nha. 450k mã số 14 nha, 49 bịch lử 450k. Đó. Mã số 14. Rồi mã số 15. Đây, mã số 15 là con máy này. À, con máy máy này ngon á, con này con Alex anh em, Alex hàng Mã Lai ha, hàng Mã Lai xuất ha. Con này thì có hơi đống bộ dơ nha, với xuất sát nha anh em mà không quan tâm với xuất sát, quan tâm đến độ mượt của nó lấy nha. Con này đã thay cái tay anh em, tay cũng là tay Shimano luôn á, nè máy quay nhẹ tay luôn anh em, rất là mượt luôn nè, thấy không? Đây con này mượt lắm. Cái cối là cối kim loại ha, con này cái hầm cối sáng trưng nè, hầm cối có dòng thao, khen dây bằng thao luôn. Đó, anh em đánh dù thoải mái luôn ha. Máy quay quá trời một rồi. 250 anh em, con này xe 3.000 ha. Alex. 250k ha, xe 3.000 anh em, mã số 15. Rồi, tiếp theo. Mã số 16. 16 là một cây vợt. Đây, vợt quá đẹp luôn anh em, lưới nè, lưới còn khá là chắc chắn nha. Đây có cái móc luôn nè. Cái móc này để cho anh em gài lên trên quần ha. Đây. Cây vợt này, cây này là Shimano anh em, cây vợt Shimano ha. Cây này giá bên bển rất là mắc tiền đó. Rồi cây số 16 này 350 nha anh em, cây vợt. Vợt cho anh em câu suối luôn ha. Thì cây này nó có lỗi là nó bị đây. Bị gắt lưới ở đây nè, ở trên đây nha. Trên đây cũng không quan trọng đâu, anh em về anh em gia cố lại ha. Đó anh em gia cố này lại ha anh em. Đây nó có gắt ở đây xíu nè, thấy không? Đó, giờ anh em gia cố lại ha.
tổng thể thì dưới đây không có lủng gì chân nha nè, lưỡi lưỡi găng nha, rất là chắc chắn luôn á. 350 nha, mã số 16, cây vợt Shimano luôn. Rồi tiếp theo mã số 17, mã số 17 là hai cái mặt vợt của anh em câu đài ha, hai mặt vợt câu đài. Cái này anh em về, anh em có vợt rồi anh em về anh em gắn vô thôi nha, hai cái mặt đây anh em có vợt rồi thì anh em gắn vô thôi. À, lưới găng luôn ha, lưới là còn không lủng nữa nè, còn rất là mới nha. Đây cái mặt vợt này dưới thêm cái này nữa. Mặt vợt này có mấy che nè, cái che này nó bao quanh nè. Nha, lưới nè quá ok luôn anh em, lưới không lủng không gì hết nha. Nó thì hai cái mặt vợt này mã số 17 nha, giá là 400k anh em, hai cái mặt vợt nè 400k rồi. Mã số 17 rồi, mã số 18 đây, hai cây vợt che thôi, hai cây vợt thủ công. Đây hai cây vợt thủ công của mấy ông Nhật nè, là cái là hai cây vợt này nó làm bằng cây hết nha anh em. Đây bằng cây ha, cán này bằng cây luôn, còn mấy cái mắt luôn nè, rồi nó sơn mài lên đây nó nè, cái cây này cây hết, cái gọng này bằng cây hết nha. Nó làm sao mà nó nói mình không thấy luôn anh em, nó nói mình không thấy chỗ nói luôn á. À cây thì cây vợt này nó bị lưới bị gách rồi, giờ anh em làm lưới lên ha, cây này về làm lưới lên nha anh em. Đó, về cho anh em đọc lại, anh em đua suối hoặc đua gần mé bờ được ha. Đây cây thứ hai, cây thứ hai nè, đây cây này quá đẹp luôn anh em, bằng cây hết nha, cái này là cây 100% luôn á, cây thật luôn ha anh em. Nó sơn bóng nè, nó nói nè, cái khúc nói không thấy khúc nói luôn nè. Cây nó uống nè, mấy ông Nhật cũng uống nè, thì lưới này nó có gách một lỗ đây nè, mấy ông đã giá lại ha, đã giá lại rồi nè. Đây còn cái dây nè đó, thì hai cái này mã số 18 cũng là 400k luôn ha anh em, hai cái này mã số 18 cũng là 400k luôn. Rồi tiếp theo mã số 19, đây mấy cái gọng nè, phải mấy cái hộp nè, mấy cái vỏ. Đây mã 19 là cái hộp này nè, rất là nhiều anh em tìm luôn, bữa hổm giờ em về cũng nhiều lắm rồi, bán rất là nhiều anh em hỏi. Đây, bữa nay về nữa nè, anh em nào thấy nhanh thì mình chốt nhanh ha. Đây một cái hộp đựng đồ nghề ha, đây trong đây thì có một đống đồ luôn, em vẫn để cho anh em là vô đây là cho anh em mua, anh em thì thưởng hết luôn ha, một cái hộp với tất cả đồ trong hộp luôn ha. Ở đây có thì lữ đồ tùm lum hết trơn, mai 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè, 7 nè, 8 nè, 9 nè, 10 nè, 11 nè, 12 nè, 13, 14, 15, 16, 17, đây 3 bịch nè, 18, 19 nè, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Rồi đây thêm có gì nữa, 27 rồi phải không, 27 bịch rồi phải không, 27 bịch lử rồi đó. Thêm cái này nè, chì nữa nè, chì nữa nè, đặc biệt là chì này nữa nè anh em, chì này đặc biệt lắm nè, chì này em tính bán lẻ mà thôi, em để vô cho anh em luôn, cho anh em trong cái hộp này anh em chốt được thì anh em lấy luôn ha. Hai bịch chì này, một bịch là chạy ra là nè 800 mấy yên, chạy ra một bịch này hơn trên 100.000 nè, bịch này 1 kg luôn đó anh em, bịch này đúng 1 kg này, mà chì này chì đẹp không anh em nè, chì nè, chì dẹp anh em, chì dẹp tròn đó, có lỗ luôn nè, có lỗ sẵn luôn nè, chì này số 10 nè, chì này số 10, chì này là số 15 thấy không, hai bịch nè quá trời ngon luôn, mà ní nữa nè, ba bịch mà ní này, mà ní nè, còn cái này là mà ní gì cũng biết luôn, đây mà ní nhỏ nữa nè, ba bịch mà ní nữa nè, đóng đồ luôn á. À dạ, đọc bỏ luôn hết cho anh em luôn, bán chung với cái hộp luôn, đây bán chung với hộp luôn, mã số 19 là 650 nha, tất cả trong đây luôn, nguyên cái hộp luôn là 650k thôi. Rồi mã số 19 tiếp theo, mã số 20 là gì, 20 lỡ rộng cái gọ này, cái gọ tre quá đẹp anh em ơi, phải nói là chỉ có mấy ông Nhật cũng làm thôi nha, ngon lành hết trơn nha anh em, gọ tre cho anh em để mồi, anh em có rô đồ anh em lấy nha, câu suối đồ thì anh em lấy nha anh em nha, quá đẹp luôn. Này để mồi nè, con này để cá vô nè, nó để rồi đây chỉ có 350 một cái thôi ha, là mã số 20, 350 đó. Có dây có quải luôn nè, để cho anh em mua
Cái này là để anh em quải vô lưng quần á, hoặc là anh em xách được cũng được hết trơn ha. Quải xách được cũng được hết trơn. Đó. Đây, mã số 20 350. Mã số 21. Đây mã số 21. Rọ này thì quá đẹp luôn. Rọ này cho anh em để cá vô. Cái cục cá rô để vô ha. Chứ được cái là cái con dây của này là dây da bò anh em. Nè, một con dây da bò rất là chắc chắn. Ha. Đó, 350 luôn, mã số 21 ha. 350 luôn, cầu gô, cầu suối rồi đó. Mình lấy ha. Rồi mã 22 là cuối cùng là một cái thùng đựng đồ nghề Shimano. Đó, đựng cái thùng này nè, dây sách luôn nè, bự lắm anh em, thùng này bự lắm nha. Nè. Bành kỳ luôn anh em, một ngang là hai gan không hết. Dữ là lên là cũng một gan mấy hai gan á, gần hai gan nữa. Thùng này ni sớt nha, thùng này xịn nha anh em. Trên đây là nhựa nè. Nè, để em mở ra cho anh em. Bên trong quá đẹp luôn anh em, bên trong một cái lớp da rất là đẹp luôn ha, không lủng không gì hết. Đây có tặng cho anh em một cái bao mét 7 nữa nè. Ha, trong đây luôn. Đó, bao vải mét 7. Đây có một cái ngăn phụ ở đây nữa ha. Đây thì có cái ngăn phụ nha anh em. Cái này Shimano luôn ha. Bán chỉ có 800k thôi nha anh em. Mã số 22 này, 800k thôi. Nè, cái thùng này về không cũng mới tiền em ơi. Nó có trong lô em bán cho anh em giá tốt á. Đây, kéo dây kéo thì ngon lành hết trơn nha anh em. Nè, dây kéo Shimano luôn ha. Dây kéo có chữ Shimano luôn. Đây. Đó, thùng này mã số 22 ha, 800k thôi. Quá trời luôn anh em, nào đi xe du lịch đó thì mình lấy nha. Xe đó, để cái thùng này vô rất là gọn, đóng đồ nghề trong đây luôn ha anh em. Rồi, chào anh em ha.